xin chào cô chú bác và anh chị em. Mình đang có mặt tại thành phố Westminster. Hôm nay mình đi coi căn nhà đang rao bán nha. Đây là cái người cầm bảng bán căn nhà này, anh chị em cô chú bác nha. Để mình quay một vòng ở phía ngoài trước khi mình đi vào trong nhà. Đây là cái sân ở trước nhà nha. Nhà này là nhà của Mỹ cầm bảng bán, anh chị em cô chú bác. Ở đây đa số là 90% là người Việt mình là sống nha. Ở đây cái driveway này đậu được 6 chiếc xe này, rất rộng rãi luôn. Người ta cũng làm cái sân trước cũng đẹp lắm. Mình thấy này, người ta trồng bông trồng hoa này. Cái nhà này nhà của Mỹ bán, anh chị em cô chú bác, cho nên nhìn thấy căn nhà nó không có trồng cái cây cối mà ăn trái. Cái driveway người ta đổ xi măng tư ở phía ngay cái chỗ gara này đi ra sau luôn nhé. Ở bên hông này có cái cửa đi ra phía sau nhà này. Đây, cái sân này đậu này 8 chiếc xe chứ không phải 6 chiếc xe nữa nhé. Giờ mình đi vào trong nhà đây. Giờ mình đi vào trong nhà nhé. Nhà này nhà của Mỹ bán cho nên mấy cái đồ này cũng lâu đời rồi này. Đây là cái văn phòng. Cái văn phòng này có thể mình làm thành cái phòng ngủ được này. Đây, cái phòng này phòng thứ hai. Cái phòng thì nó cũng không có được lớn, nó cũng ok. Phòng thứ ba. Cái phòng này thì nhìn được, có cửa sổ nhìn ra trước này. Phòng master. Phòng master cũng nhìn ra trước luôn. Phòng này thì có cái phòng tắm. Này có phòng tắm đứng nha. Đây là cái full bath nha. Full bath này thì nó cũng dài dài. Đây có cái hồ bơi nhỏ nhỏ, anh em cô chú bác. Cái sân cũng 6.000 hơn square feet thôi, cho nên người ta làm cái hồ bơi cũng không có bự lắm. Phía sau lưng này là đường xe chạy nha. Cái hồ bơi này nhỏ nhưng nhiều sâu lắm nha. Sau này có cái mái này. Đây là gara, đồ không có đồ luôn này. Căn nhà xung quanh đây là đa số nhà Việt Nam nhé. Mình mới xem xong căn nhà từ ngoài vô trong rồi đó. Đây là căn nhà mình mới vào xem xong cô chú bác và anh chị em. Căn nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích ở là 1439 square feet. Cái diện tích đất là 6506 square feet. Build năm 1963. Cái giá bán là 1.150.000. Và đây là cái người đại diện cầm bảng bán căn nhà này, anh chị em cô chú bác. Nếu mà cô chú bác và anh chị em
nếu muốn tham khảo về căn nhà này thì liên lạc với cái người này nhé. Căn nhà mình mới xem xong, đó là căn nhà tại thành phố Westminster. Thành phố Westminster, nhưng được cái căn nhà này, cô chú bác và anh chị em, căn nhà này nó nằm ngay trung tâm luôn. Để mình nói là tại sao cái địa điểm của căn nhà này rất là tuyệt vời. Là vì sao? Là vì mình tính cái con đường gần nhất đi, là cái đường Edinger và cái đường Magnolia. Thì cái nhà này đi bộ ra chợ Farm Market được, đi bộ ra chợ Farm Market rất là gần, có mấy phút thôi. Rồi tới chợ ABC cũng gần, tới Bosa thì tới Phước Lộc Thọ chỉ có 5 phút thôi cô chú bác và anh chị em, và tới Mount Square Park nếu mà đi xe thì chỉ có cũng 2-3 phút thôi. Rồi tới cho nên mình nói là những cái địa điểm, kể cả chợ, kể cả Phước Lộc Thọ, rồi kể cả cái Mount Square Park, những căn nhà mà hiện tại giờ mà thuộc về Westminster hoặc Fountain Valley, mà nếu mà nó nằm đối diện một bên Mount Square Park, đó là một những cái căn nhà, đó là cái giá trị căn nhà nó đều cao hơn những cái chỗ khác, anh em coi cho bác nha. Và cái căn nhà này á, có thể đến chỗ ngự bình được nè, đến quán bánh xèo mi được nè, rồi đến Broda được nè, rồi đại khái là nó nằm rất là trung tâm luôn. Mà cái khu nhà ở trong đó mình thấy nó cũng rất là yên tĩnh. Thì cái căn nhà này á, thì theo mình tìm hiểu á, căn nhà này của Mỹ rao bán, thì cái người chủ này người ta bán để mà người ta dọn đi tiểu bang Arizona. Nhà này là nhà chính rạc của Mỹ luôn, cô chú bác, cho nên mình hay chia sẻ với cô chú bác và anh chị em, nói là tại sao ở đây là nhà bán là đa số là người ta Mỹ bán rồi đi, không, còn Việt Nam mình ít lắm. Thì thực sự mà nói, trong đó nó không còn bao nhiêu cái gia đình Mỹ hết mà người ta sống tới ngày hôm nay. Thì người ta, mình nói ở lại không thì không thể nào người ta ở lại được, là vì thực sự mà nói là đa số là người Việt mình, cho nên có thể là người ta cũng không thích hợp sống với người Việt của mình, cho nên người ta phải dọn đi. Đó là nói thực tế luôn, chứ mình không có khách sáo gì hết trơn. Có thể là người ta dọn, nhiều người người ta dọn đi xung bang, như đây là xung bang rồi, nhưng điều đây cũng gần Arizona thì chạy xe tới được chỉ có 4-5 tiếng đồng hồ thôi. Đó. Rồi có nhiều người thì dọn ra Huntington Beach, có nhiều người dọn đến Riverside, có nhiều người dọn đến những cái chỗ thành phố khác lân cận tiếng đồng hồ vậy đó. Đó. Thì cái căn nhà này á, thì được cái sân trước, cái driveway rất rộng, cái driveway đậu được 6 chiếc xe, anh chị em cô chú bác. Trong nhà thì cái kiểu mình nhà nghìn tư mà người ta để đồ đạc nhiều quá, cho nên là nhìn thấy cái căn nhà nó hơi chật chội. Chứ còn giống như mình nói, trong cái phòng khách thì hiện tại giờ không ai để những cái kệ bỏ tivi, dàn máy rồi cái này kia, nó là cái phòng nó cái diện tích đã nhỏ, mà mình bỏ những cái đồ đó vào nữa thì làm cho cái căn nhà nó nhỏ, cho nên đa số là những cái căn nhà mà những cái căn nhà kiểu này á mà người ta bán á, là người ta lấy đồ ra hết rồi người ta thuê một cái công ty tới để mà decorate, làm cho cái căn nhà nó lộng lẫy và đẹp hơn, có thể sơn phớt lại những cái chỗ cần sơn phớt, thì làm cho căn nhà có thể giá trị hơn và người ta vu co bắt mắt hơn, và người ta có thể dễ bán và bán nhanh hơn mà giá cao hơn nữa. Nhưng điều cái căn nhà, nhưng đa số là Mỹ thì người ta hay làm biết có sao bán vậy thôi, cô chú bác và anh chị em. Còn nếu mà người châu Á mình thì thực sự mà nói là người ta coi như là lấy đồ ra hết. Mà những điều cái nhà này vì người ta đang còn ở trong đó cho nên cũng là một cái điều khó. Ví dụ như người ta không ở thì có thể là mình, những cái người mà đại diện bán căn nhà này, người ta làm theo cái way của người ta, thì người ta có thể bán nhanh hơn và được giá hơn. Ở sau cái sân sau thì có một cái hồ bơi. Cái hồ, cái nhà mà 6.000 square feet đó, mà mình có cái hồ bơi thì làm cho cái phạm vi phía sau nó nhỏ. Nhưng điều cái hồ bơi nó cũng nhỏ chứ không có lớn, thì nó cũng gọn gàng. Trong mấy cái phòng thì mình thấy cũng cái phòng tương đối, nó không lớn cũng không nhỏ, nó cái cũng vừa vừa cái theo cái kiểu 1.400 square feet. Rồi nhà này không có lầu, thì có cái là nó được cái là, với là nó được cái là thành phố Westminster mà nằm ngay cái location đó cũng là một cái điều rất là good luôn cô chú bác nha. Còn cái giá mà bán 1.150.000, thực sự mà nói cái giá 1.150.000, cái giá này á thì theo cái sự nhận xét của mình á, là mình có thể trả cái nhà này, mình có thể trả 1.1 triệu thôi chứ không phải là 1.150.000. Theo cái, nếu mà mình là cái người mà đi coi nhà để mua,
Thì mình nếu mà mình thích căn nhà này thì mình có thể trả căn nhà này 1 triệu mốt thôi. Là hiện tại giờ là theo mình đánh giá căn nhà này đúng cái giá 1 triệu mốt đó là đúng anh chị em cô chú bác, chứ không thể nào hơn được, là vì cái square feet của nó có 1.400 thôi. Đó. Được một cái là cái giống như mình nói đó, cái địa điểm location và căn nhà này thì không cần phải sửa sang gì hết, có thể là mình vô mình có thể sơn phớt lại và mình làm theo cái ý của mình thì không tốn nhiều tiền, tốn mấy chục ngàn thôi anh chị em cô chú bác nha. Giống như mình nói sơn lại hết căn nhà rồi, mình nói mình muốn thay những cái gì lặt vặt thôi, hoặc là mình muốn lột thảm lên mình làm gỗ đó, hoặc là mình làm gạch rồi thôi. Thì cho nên những cái thành phần đó thì không có tốn nhiều tiền đó. Và hiện tại giờ giống như mình nói đó, những căn nhà mà nằm ngay khu vực đó rất là hiếm bán luôn. Là vì có nhiều người người ta mua mua mục đích mà người ta đi kiếm nhà, người ta vào đồng thời người ta mua cho được cái căn nhà này, là theo mình nhận bị biết được là cái lý do là vì cái khu vực của căn nhà này nó rất là hoàn hảo luôn. Ra Mount Square Park, đi ra chợ, rồi đi ra Phước Lộc Thọ, rồi đi đâu cũng gần, đi ra biển cũng gần, đi ra Freeway 405 cũng gần, nó rất là tiện lợi luôn, đi ra Freeway 22 nó cũng gần luôn, cho nên có nhiều cô chú bác và anh chị em cũng đang đi kiếm những cái căn nhà kiểu này. Mình thấy đa số những căn nhà này là người Việt mình đi vô coi không cô chú bác và anh chị em, thì cái đó cũng đúng thôi, là vì hiện tại giờ cái khu vực này thì giống như mình nói đó, thì tất nhiên là ở Fountain Valley mà Mỹ người ta còn dọn đi, chứ đừng nói mà Mỹ còn sống trong cái khu vực mà ngay cái trung tâm của Việt Nam của mình, thì giờ mà dọn đi là hơi trễ đó. Hơi trễ đó, nhưng điều có nhiều người người ta cũng lớn tuổi rồi, người ta cũng không biết đi đâu hết, người ta chờ tới ngày mà có thể người ta có thể sức khỏe yếu đi dần thì người ta vô dưỡng lão thôi, hoặc là mất thôi, chứ còn nhiều người người ta cũng chẳng muốn dọn đi đâu cô chú bác nhé. Người ta sống một cái chỗ cả 40 năm người ta quen rồi, cho nên người ta không có muốn di chuyển đi đâu hết. Đa số là những người còn trẻ, ví dụ như trường hợp mà 40 mấy 50 thì người ta có thể chuyển đi những chỗ này chỗ kia, còn người lớn tuổi thì không đâu. Đó. Rồi cái căn nhà này thì mình chẳng có gì nhiều để mà mình chia sẻ nhiều đến cho cô chú bác và anh chị em. Mình tiếp tục để theo dõi những cái căn nhà mà nằm những cái khu vực này, vì mình cũng có nhiều tin nhắn là muốn mình đi xem những cái căn nhà trong khu vực này. Thực sự mà nói trong cái thời điểm này á, nhà không có nhiều, ở Westminster này có mấy chục căn thôi anh chị em có chắc, dưới 30 căn bản thôi, cho nên không có nhiều. Fountain Valley cũng vậy, cũng dưới 30 căn thôi, chứ không có phải là cả 5-70 căn rồi 100 căn đâu. Cho nên là mình đi lừa những cái căn nhà mà có thể là hợp với là người Việt của mình và những cái tin nhắn, cho nên mình phải chọn ra để mà mình đi xem và mình coi để mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Chứ còn nhiều căn nhà mà mình thấy không thích hợp, nhiều căn nhà mình thấy cái giá cao quá, và nhiều căn nhà mình thấy cái địa điểm và cái location nó không có ưng ý, cho nên mình không có quay. Cho nên là mình phải chọn, giống như căn nhà này đây. Căn nhà này đây thì giống như mình nói, cái giá hiện tại giờ cái giá mà xung quanh đây thì 900 mấy á. Có thể nhiều căn nhà mình mua dưới 1 triệu, mà mua dưới 1 triệu thì mình phải bỏ vô một cả 150.000, 200.000 để mình sửa. Còn những căn nhà mình mua 1 triệu, 1 triệu mốt mà mình bỏ cho mấy chục ngàn thôi, thì cái đó cũng là ok anh chị em coi bác nha. Đó, mình cứ tính đi. Chứ còn những căn nhà mà mình mua 900 ngàn mà mình về mình phải bỏ cả 2 tháng ra để mà mình mua nhà mà mình chưa dọn vô được đó. Ở đây chưa mua nhà mà chưa dọn vô thì ở đâu bây giờ? Thì nhà trả một tháng cả 4.000 đô. Cho nên những cái căn nhà này không cần phải sửa gì hết, chỉ cần về coi như là sơn phớt lại thôi. Đại khái là coi như làm nhẹ thôi để mà mình dọn vô mình ở liền. Chứ đa số ở đây là mình thấy mua những cái căn nhà mà người Việt mình mua cả mấy chục năm rồi người ta cho người ta thuê đó, rồi mấy chục năm rồi người ta lấy lại người ta bán đó, thì những cái căn nhà đó thì mình nhìn thấy nó cũng rất là nhiều, bỏ ra rất nhiều tiền để mà tu bổ lại, để mà sửa lại cho nó ưng ý khi mà mình vào ở, ít nhất cũng 100 mấy 200 ngàn đó. Thì căn nhà này không cần phải sửa sang gì hết, chỉ có mấy chục ngàn là mình có thể dọn vào để mà mình ở được căn nhà này rồi. Vậy thôi, mình chia sẻ căn nhà này đến cho cô chú bác và anh chị em vào những ngày cuối tuần. Nếu mà mình coi thử có những căn nhà nào mà theo cái tin nhắn của cô chú bác thì mình sẽ tiếp tục đi xem. Mình cũng đang kiếm thử có những căn nhà nào cũng hợp với những người cô chú bác đã nhắn cho mình nha.
Rồi mình sẽ tiếp tục, nếu mà xem có thì mình sẽ quay và mình gửi lên, bỏ lên cho cô chú bác xem để tìm hiểu. Thôi mình xin xin dừng video tại đây. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, và hẹn gặp lại video tiếp theo với kênh Hoàng Family TV. Và một lần nữa mình cũng xin cảm ơn cô chú bác rất nhiều đã tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh của Hoàng Family TV nhé. Thôi bye cô chú bác và anh chị em, hẹn gặp lại video tiếp theo tại Bosa.